chung lúc bia xâm đầy rô viên nè đất chân chú nà hà nâng ạ tê tê chân rô hốt trên đó ca pra hăng xá bóng có ca phía phá áo tiếng cân đà là triệt. Mình chào mặt đốt Australia xâm rập ca bấn đốt bần đào Australian Center for Education. Nè đất chân chú khăn phía mình ai đầm lại tục ai trăm đô từ xăm xâm này tí mình tuân khơi cho một dọc mà hộp bàn prai bia xâm đầy mình xâm cua từ cạnh phía chậm nay phía có mình ăn phần mẹn có bàn nát chụp khía bỏ bia tốt xâm đầy rồi hốt trên đo ca prai hàng xa vì khía bằng có rồi bút nam thuân xa lp al vì miền ai gửi hẹt cả ní bàn cát lái ngang cao bì bì liêm mong bây tiệp lứ trên chỗ ngay tìm mà phây khai mị nia chân em bì bọn mà phây buồn tí tăng cát hai thật nơi chậm nói kháng chương xuân cho ma các bài xa lá án ổn buồn mà đông bì miền ai gửi sang cắt chạy tổng mục khăn đồn bình rìa cho thân hiệp hồng bình dương tam bà phốp bò rộng miền bì phía kì kháng đặc kinh chun bàn ai đang thà môn bê cát hai quạt bàn đặc bò bò tam ca bằng chia tinh rộ bọc như nà ri mà nè đòi đặc dục bò bò nú dục tự ai nơi mục khôn đô mùi cảnh lãnh thật nơi play lê bì rôi cài sạp buồn mù là than nơi khăn băng kênh con cà bì bì liêm màu đọc nâng mà phê nơi tì dục thằng ai tì đọc bóng buồn khai mì nia chân em bì buồn mà phê buồn lũ đắc tự đó quát có bàn khó tự cà nè ri đài chếp như mà nẹ nụ đòi xa quát bàn trăm ô rà dạp bì đọc nơi tì tự như chào thà xôm trăm bản tình khôn đô rô bọc quát nơi bù chôn tì xam sạp bì cho tờ cọng vì riêng dù lưu đôi ni nè đặc trình chún có rong trăm bằng tỏ tiệt lưu đó mà phê nhật tì quạt có bàn khó tờ mà đoàn tiệt phì kì khang nè ri đại dịp như cháu thà trăm bồn cho tờ dọc vinh pro bong sấy chuộp ngụt tật riêng dù quạt có prom trăm rò hốt đó xam sắp nhật tì nơi tài mình khuyên cho quạt có bàn khó tờ mà đoàn tiệt tại mà đoàn ni cứ riêng tăng ra sai có pro trăm còn là màu hỏi nam muối bông nhiều xe chậm nuôn bay bông thảm tiệt có bàn pol pia tha bà tua chia giang na có cua yul pi arom nẹt đặc đài mình đai chân đai yun ai na cho yu giang này tê nẹt đặc chân chun bàn bàn to tha khuôn có bàn trò lấp một căn bị miền ai gri sập tại piki khám nhiều bàn bọc buôn khí khía một trong all một quạt prom tiếng rốt rương tua sầm đầy sập bìl cầm bung khăn có top tờ vinh rò hốt trên đó cả pra hăng xa về tập khía pro khang nhiều bàn pra đại trường lơ nề ri mà nè đại trai chia prap quân rò bò crom nè đặc trình chún tam sầm đầy rò bò phe kỳ khang nhiều bàn ai đăng vinh thả môn pel cả hai luôn bật chia bàn bằng chia tinh bò bò men đòi ti tăng rò bò quạt nơi condo đi khe sol đòi xa tại pel phe kỳ đặc trình chún cầm bung đặc quạt có bàn chôn bồn tục tật ngụt tật sân lúc bên nét đất một đó có khó một quạt tại ôn xoay quạt chiên nè lực chùm nua rô quạt cầm bùng ngụt tật hỏi quạt chia mà nụ xoay chia tu tư cứ ngụt tật dù hỏi có kết tha bà nét đất chạm dũ giang tràn cho tư dột mà hộp ỏi lôi thiếp đàm bay luôn chất tư vừa chọp hỏi tại mình nức mang tha phía kỳ kháng đất chân chôn bồn bịa mặt ló một căn telegram rô bọc quạt tha mình cô rốt bê bê lia rốt bọc bộ quạt bê bê lia chia mẹ prạ lửa kháy bà chong si ai vía tinh si khuôn ánh tử xôm râm lạc tha nơi bê miên chùm lua tam bà bôn telegram bù mà hộp vừa ai nhẹ đặc khăn có tư đặc ai nhẹp xình rồi hốt đò mong chất bay tiệp lứ trên chỗ ngay tìm mà phây có sắp tay miên chùm lua bàn tỏ tiết tam telegram đòi kháng nhẹ đặc trình chun bàn phía location ai tư phía kì khám khíu bà chong chuộc nế ai một rốt luôn nơi vì miên ai gửi khơi tì tăng đã ai đổi nhì phía kỳ kháng nề ri đài có mong bàn từ căn tì tăng đài đã phản tì nụ chìa mùi nâng sẵn xa chia chuồn chết chấn sắp tài bêl từ đó tì tăng có chuốc nề khăn bỏ rõ chân bàn từ pra hăng xa chom nề ri mà nẹ chìa bà bún krom đặc trình chún thưa ai krom nẹ đặc trình chún khăn rớ đông thmô nơi có bài nụ cụp từ phía kỳ kháng phía bản đà là ai bỏ rõ chân rộng rộng buộc bà hồi chiếm nâng nẹ khá tiết rộng rộng buộc sàl
ក្រោយកើតហេតុករណីនេះបានលឺដល់អាវុធហត្ថខណ្ឌដូនពេញចុះមកដល់ទីតាំងធ្វើការសម្រាប់សម្រួលតែភាគីទាំងសងខាងហាក់មិនត្រូវគ្នាក៏ឈានដល់ការខកខ្លួនទាំងពីរក្រុមទៅកាន់ការិយាល័យអាវុធហត្ថខណ្ឌដូនពេញដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយគ្នាបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education